Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Cũng như những video trước, Sơn rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn. Irasamase xin kính chào quý khách. Tôi tên là Võ Minh Khang, là nhân viên của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng. Và bên cạnh tôi đây là hai phiên bản Vios mới, Vios E hộp số tự động vô cấp CVT và phiên bản cao cấp Vios G vừa được Toyota giới thiệu vào ngày 23 tháng 2 vừa qua. Đây cũng chính là hai phiên bản nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khách hàng, quan tâm về mức giá bán, quan tâm về những tính năng trên xe, và tất cả những thắc mắc trên đều được giải đáp trong video ngày hôm nay. Toyota Vios 2021 sẽ có 4 phiên bản với các mức giá như sau. Vios 1.5e hộp số sàn 3 túi khí được bán với giá 478 triệu. Vios 1.5e hộp số sàn 7 túi khí được bán với giá 495 triệu. Vios 1.5e hộp số CVT 3 túi khí được bán với giá 531 triệu. Vios 1.5e CVT 7 túi khí được bán với giá 550 triệu. Vios G 581 triệu. Và đặc biệt có phiên bản thể thao Vios GRS được bán với giá 630 triệu. Ngoài 5 màu cơ bản thì đặc biệt Toyota Vios 2021 sẽ có thêm một màu trắng ngọc trai. Màu trắng ngọc trai có giá cao hơn 8 triệu đồng cộng vào từng phiên bản. Để trả lời cho câu hỏi phiên bản mới này có những đặc điểm gì khác biệt so với phiên bản cũ, quý vị hãy cùng Khang đến với phiên bản đầu tiên, phiên bản Vios G 2021. Đây là phiên bản được nâng cấp về phần ngoại thất, cho nên những thay đổi hầu như đến từ phần đầu xe. Thay đổi đầu tiên mà Khang muốn chia sẻ cho quý vị đó chính là mặt ca lăng. Ở phiên bản G 2021 này, mặt ca lăng sẽ được sơn đen bóng cùng với thiết kế là hình thang giống như phiên bản cũ. Nhưng điểm thú vị ở đây là Toyota đã xoay ngược hình thang này lại và kéo dài ra hai cạnh đáy, tạo ra một phiên bản vô cùng Lexus. Sự thay đổi thứ hai đó chính là ở cụm đèn sương mù. Không chỉ riêng ở phiên bản cao cấp, phiên bản Vios G, mà trên tất cả các phiên bản Vios 2021, đèn sương mù đều được nâng cấp thành LED cùng với thiết kế mới vô cùng bắt mắt. Và điểm thay đổi thứ ba mà Khang muốn chia sẻ ở đây đó chính là về cụm đèn chiếu sáng. Ở phiên bản cũ 2020, nếu như quý vị còn nhớ thì sẽ là cụm đèn chiếu sáng halogen. Nhưng ở phiên bản mới này, Toyota đã nâng cấp cho Vios G thành cụm đèn chiếu sáng LED hoàn toàn, với các khoang LED được chia ra riêng biệt. Kết hợp với đó là dải đèn chiếu sáng ban ngày chạy dọc theo đầu xe, tạo một cảm giác vô cùng liền mạch và không kém phần sang trọng. Và đó là những thay đổi trên phiên bản Vios G 2021. Nếu đứng từ phần hông xe, quý vị có nhận ra điểm khác biệt nào trên phiên bản Vios không ạ? Cái mà Khang muốn chỉ ra ở đây đó chính là sự thay đổi về thiết kế, về mâm xe. Trên tất cả các phiên bản Vios 2021 đều sẽ có ngôn ngữ thiết kế mới trên mâm xe. Vẫn giữ nguyên kích thước cũ là mâm xe 15 inch, nhưng thiết kế sẽ thể thao hơn với 6 chấu chìm và 6 chấu nổi. Và đây cũng là trở thành đặc điểm nhận biết cho các dòng xe Vios được sản xuất năm 2021. Nếu như có một số tính năng ở phần ngoại thất, vậy phần nội thất trên Vios G 2021 sẽ có những thay đổi gì? Mời quý vị đi cùng với Khang vào xe. Ở về phần nội thất thì không có những sự thay đổi nào quá đáng kể trên phiên bản G. Nhưng có một điểm mà tôi muốn chỉ ra ở đây đó chính là về màn hình. Nếu như ở phiên bản cũ sẽ là đầu DVD thì trên phiên bản mới này đã được nâng cấp thành màn hình giải trí. Có một chút thay đổi về thiết kế nhưng giữ nguyên tính năng cũ như là kết nối Bluetooth, nghe radio, kết nối Apple CarPlay hoặc là Android Auto. Và đặc biệt cảm giác của tôi sử dụng trên màn hình cảm ứng này cũng cực kỳ mượt mà so với phiên bản cũ. Ngoài những thay đổi về phần ngoại thất cũng như là nội thất trong xe thì về những tính năng an toàn trên phiên bản Vios G 2021 cũng sẽ có thêm những tính năng mới. Cái mà Khang muốn chia sẻ cho quý vị ở đây, thứ nhất đó chính là về hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp ABS. Nếu chúng ta đang chạy xe với tốc độ cao và gặp một tình huống nào đó phải phanh gấp lại thì lúc này tất cả đèn báo rẽ trên xe sẽ sáng lên
và báo hiệu cho xe phía sau. Qua đó thì ngăn ngừa được tai nạn có thể xảy ra. Tính năng thứ hai được nâng cấp trên phiên bản Vios G đó chính là khóa cửa tự động theo tốc độ. Nếu chiếc xe chúng ta chạy ở tốc độ nhất định thì tất cả các cửa xe sẽ khóa lại. Tính năng này sẽ cực kỳ an toàn cho những gia đình, đặc biệt có trẻ nhỏ ở phía sau xe. Tiếp sau đây, tôi xin giới thiệu cho quý vị về phiên bản Vios E hộp số tự động CVT. Giống như phiên bản G thì trên phiên bản Vios E này cũng có một số cải tiến về phần ngoại thất. Điểm đầu tiên tôi xin nói về mặt ca lăng. Mặt ca lăng thì cùng với thiết kế là dạng hình thang, nhưng nếu như ở Vios G chúng ta sẽ có mặt ca lăng sơn đen bóng, thì ở đây chúng ta sẽ có mặt ca lăng sơn đen mờ. Cùng với đó là cụm đèn sương mù với thiết kế mới và đều được nâng cấp lên LED. Nhưng điểm đặc biệt để nhận biết phiên bản Vios phiên bản E là nằm ở đèn chiếu gần ở đây. Đèn chiếu gần, nếu như các vị còn nhớ, ở phiên bản cũ chúng ta chỉ là đèn halogen và kiểu chiếu là phản xạ đa hướng, thì trên phiên bản 2021 này đã được nâng cấp lên thành bóng bi halogen cho ánh sáng đi tập trung, và quan trọng hơn, nhìn chiếc xe cũng có vẻ sang trọng hơn, thể thao hơn. Nếu như cụm đèn sau LED được trang bị chỉ trên các phiên bản cao cấp của VG, thì năm nay trên phiên bản VE 2021 thì cụm đèn sau cũng đã được Toyota nâng cấp giống như phiên bản cao cấp VG. Cụm đèn sau bao gồm đèn phanh và đèn hậu của VE nay đã được nâng cấp thành LED. Về phần nội thất, giống với phiên bản VG thì trên bản Vios VE này cũng không có những thay đổi quá đặc biệt. Cái mà tôi muốn chỉ ra ở đây đó chính là về phần màn hình. Nếu như ở phiên bản cũ sẽ là DVD thì năm nay cũng giống như bản VG được nâng cấp lên là màn hình giải trí. Cũng những tính năng cơ bản như là kết nối Bluetooth, radio, kết nối Apple CarPlay hay là Android Auto, và cảm giác thao tác trên màn hình này cũng mượt mà hơn so với các phiên bản cũ. Ngoài những thay đổi về ngoại thất cũng như là nội thất trong xe, giống như phiên bản cao cấp Vios G thì trên phiên bản Vios E, hộp số tự động vô cấp CVT cũng được trang bị hệ thống an toàn. Cái mà tôi muốn nói ở đây đó chính là hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp ABS. Và một điểm đặc biệt nữa mà tôi muốn chia sẻ với quý vị ở đây đó chính là về hệ thống an ninh. Nếu như ở phiên bản cũ chúng ta chỉ có báo động thì ở trên phiên bản 2021 này sẽ có báo động cùng với đó là mã hóa động cơ. Mã hóa động cơ là như thế nào? Đây là chiếc chìa khóa kiểu Vios E. Mã hóa động cơ ở đây sẽ là một con chip được mã hóa, và chỉ có chiếc chìa khóa này có thể mở được động cơ xe, qua đó tránh được tình trạng mất cấp xe. Và trên phiên bản Vios E 2021 này cũng được Toyota nâng cấp một số tiện ích. Cái mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị ở đây đó chính là về hệ thống đèn chờ dẫn đường Follow Me Home. Thêm chia sẻ một tình huống, nếu chúng ta đi làm về trễ, sau đó chúng ta tắt máy xe và ra khỏi xe, nếu xe được trang bị tính năng này thì đèn sẽ tự động sáng thêm 30 giây, chiếu sáng khoảng không gian phía trước và giúp chúng ta dễ dàng để vào nhà hơn. Nếu như quý vị còn nhớ, trên phiên bản cũ chúng ta chỉ có camera lùi, thì trên phiên bản mới này camera sẽ kết hợp cùng với hai cảm biến sau, giúp chúng ta sẽ dễ dàng lùi và đổ xe, và hơn hết tránh những va chạm không đáng có. Đây là tất cả những điểm nâng cấp trên phiên bản Vios 2021 mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị trong video ngày hôm nay. Hiện tại, hai phiên bản này đang được trưng bày tại showroom của Toyota Hiroshima Tân Cảng. Nếu quý vị quan tâm về dòng xe Vios, có thể ghé thăm showroom của chúng tôi vào tuần lễ ra mắt xe, vì sẽ có cực kỳ nhiều ưu đãi hấp dẫn. Mọi chi tiết xin liên hệ với số hotline 0944008866 để biết thêm chi tiết. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Arigato gozaimasu.
10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55 với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm. Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.